rồi, đây em quay chi tiết cho anh như này nhá. Để anh ra quyết định cho nó dễ dàng hơn nhá. Cây to lắm anh ạ. Cây nào cây đấy nụ hết rồi. Đây, nụ nhiều luôn đấy anh ạ. Đấy. Còn đây ạ. Gốc đây. Đường kính đây, to mà. Thoát được tầm 10 phân. Cái chạc này lên thì nó cũng tương đồng cái kia đấy, cũng chả phải là chốt một đâu. Qua em nhìn từ góc kia thì nó thế đấy. Đây, nó cũng là trạng này. Cây tròn lắm ạ. Đường kính 8 này, 1, 2, 3, 4, 80 phân thoải mái luôn. Đấy, gốc to, tròn xoe như này mà, đẹp, cây này đẹp. Đấy. Đây là cây đầu nha anh nhá. Còn cây thứ hai ạ. Bọn này nó kiểu nó cũng cùng một lứa với nhau ấy, nên nó cũng xem. Đây, gốc của cây thứ hai cũng kiểu như thế anh ạ. Nếu mà nói về tán to thì cái cây đầu tiên có vẻ hơn anh ạ. Hơn một chút. Còn đâu, đầy nụ, nụ với lọc nhiều đây. Những cái búp mà nhọn nhọn như này là búp lá. Còn những cái mầm mà búp mà tròn tròn như bên cạnh này này. Đây, tròn tròn như này là búp lọc ấy nhá. À xin lỗi, là búp nụ. Nụ. Đấy, như này nụ nhiều lắm ạ. Hai cây nói chung là 1 chín 1 chín rưỡi. Chứ còn kiểu dạng như là không khác biệt nhau lắm. Cái gốc này thì nó chỉ là hai trạng kia. Đây gốc. Còn cái gốc này thì nó thêm một cái cành mầm nhánh này nữa. Anh thích thì anh để, mà anh không thích thì anh tỉa, nhưng mà cũng chả cần tỉa. Đấy thì nó thế này đấy ạ. Cây này tán hơn ạ. Đấy, bây giờ chốt cây nào anh báo em luôn nhá.